chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 8, Công an huyện đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2015 và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2015. Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện, các xã thị trấn và lãnh đạo chỉ huy cán bộ công an huyện, cán bộ công an huyện qua các thời kỳ, các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, 15 năm qua, lực lượng Công an huyện Vũ Quang đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, biết dựa vào dân, bám địa bàn, điều tra, khám phá, giải quyết nhiều vụ án, vụ việc phức tạp. Công an huyện đã nêu cao tinh thần cách mạng, tổ chức nắm chắc tình hình an ninh biên giới, vùng giáo, nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh thông tin. Kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên các lĩnh vực, không để tình hình phức tạp xảy ra. Đồng thời thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các kỳ đại hội đảng, bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn huyện. Các hoạt động văn hóa lớn tổ chức tại Vũ Quang được lãnh đạo cấp trên và nhân dân đánh giá cao. Các đội nghiệp vụ thuộc lực lượng công an huyện trực tiếp chiến đấu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự. Từ năm 2000 đến năm 2015, điều tra làm rõ 468 trên 967 vụ vi phạm pháp luật, đã khởi tố 148 vụ, 218 bị can. Quá trình bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời là lực lượng xung kích nòng cốt trong công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng, được cấp ủy chính quyền ghi nhận đánh giá cao. Những thành tích đó đã được Bộ Công an tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và các cá nhân. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công an huyện đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt năm 2009-2012 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhiều năm liền đạt đơn vị tiên tiến và 8 năm đạt đơn vị quyết thắng, đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân, đơn vị văn hóa cấp tỉnh. Hàng trăm lượt tập thể và cá nhân cán bộ chiến sĩ được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp các ngành tặng bằng khen, giấy khen trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại lễ gặp mặt kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trịnh Văn Ngọc vui mừng biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng công an huyện và mong muốn cán bộ chiến sĩ công an trong huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tích cực chủ động sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đề ra. Phối hợp có hiệu quả với các ngành, các địa phương, giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường ổn định để xây dựng, phát triển huyện nhà. Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã trao tặng bức trướng của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho Công an huyện Vũ Quang với dòng chữ: Công an huyện Vũ Quang 15 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm và quyết thắng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cũng đã trao tặng giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chiều ngày 21 tháng 8, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Hữu Bình đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 8. Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trịnh Văn Ngọc, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9. Theo đó, trong tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, các hoạt động văn hóa xã hội đi vào chiều sâu, an ninh quốc phòng được đảm bảo, công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và cứu hộ cứu nạn
được quan tâm và triển khai nghiêm túc. Huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động di dời dân ra khỏi vùng lòng hồ trước mùa mưa bão. Về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ tại một số đơn vị, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đổi mới trong Đảng. Hội nghị đã thảo luận xem xét việc kết nạp đảng viên vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 2015. Sáng ngày 15 tháng 8, Thường trực Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Hữu Bình chủ trì đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hưng Điền để nghe báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các thành viên tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, phụ trách chỉ đạo xã Hưng Điền, các phòng ban ngành có liên quan. Sau 3 năm di dời đến khu tái định cư mới Khe Ná, Khe Gỗ, ổn định cuộc sống và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hưng Điền đã hoàn thành 6 trên 18 tiêu chí. Năm 2015, xã đăng ký hoàn thành 5 tiêu chí gồm quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, hệ thống chính trị xã hội, an ninh trật tự. Tuy nhiên, qua kiểm tra đánh giá cho thấy từ đầu năm đến nay, xã vẫn chưa hoàn thành thêm tiêu chí đăng ký nào. Các mô hình sản xuất phát triển chậm, chưa mang lại hiệu quả cao. Tại phiên làm việc, các thôn và ban chỉ đạo xã Hưng Điền cũng đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí. Lãnh đạo huyện, các ngành liên quan cũng đã phân tích nguyên nhân tồn tại trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra một số phương án cho chính quyền địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của xã Hưng Điền trong quá trình ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Hữu Bình đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Đó là cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt. Các tiêu chí đã đạt mang tính có sẵn, xã chưa biết tận dụng, phát huy lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển các mô hình sản xuất. Bí thư Huyện ủy đề nghị xã cần soát xét lại các tiêu chí đã đăng ký, từ đó ưu tiên tập trung cho những tiêu chí có khả năng hoàn thành, phấn đấu đến cuối năm nay không dưới 10 tiêu chí, đến năm 2016 không dưới 13 tiêu chí. Muốn đạt được như vậy, cả hệ thống chính trị của xã phải vào cuộc một cách quyết liệt, phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách từng phần việc cụ thể, phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như chăn nuôi, trồng cây ăn quả, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng yêu cầu các phòng ban ngành, theo chức năng nhiệm vụ của mình, phải bám sát, đôn đốc, hướng dẫn xã trong quá trình thực hiện các tiêu chí, đảm bảo xã Hưng Điền sẽ hoàn thành các tiêu chí theo đúng mốc thời gian đã quy định. Sáng ngày 19 tháng 8, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban điều phối dự án SRGP và Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Dự hội thảo có các đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trần Đình Gia, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phan Thành Biểu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc dự án SRGP tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Hiện nay, huyện Vũ Quang đã liên kết trong sản xuất với một số sản phẩm chủ lực, thành lập 14 tổ hợp tác với 126 hộ chăn nuôi lợn, quy mô 20 đến 100 con trên một lứa, và 200 hộ chăn nuôi bò thịt chất lượng cao với công ty Michaco Hà Tĩnh. Trong đó, lợn đã xuất bán được nhiều lứa, bò đã phối giống 222 con, một số con đã sinh sản lứa đầu. Các mô hình qua liên kết đều phát triển tốt cho hiệu quả kinh tế cao. Các sản phẩm mới liên kết như chanh leo, thỏ, tuy chưa có sản phẩm nhưng bước đầu đang phát triển tốt. Trước yêu cầu tạo sự bền vững trong sản xuất, nhất là cam chanh, cam bồ, chanh, dự án SRGP đang hỗ trợ huyện trong việc xúc tiến đăng ký nhãn hiệu tập thể cam chanh Vũ Quang nhằm khâu nối doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng vườn ươm giống cây ăn quả đạt tiêu chuẩn. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng quá trình thực hiện cả doanh nghiệp lẫn người sản xuất vẫn chưa thực hiện đúng hợp đồng, liên kết thiếu bền vững, sự vào cuộc của một số chính quyền địa phương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuỗi liên kết còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ cơ sở thiếu trọng tâm, cụ thể chưa quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ kỹ năng cho cán bộ hội viên, nhất là kỹ năng điều hành, quản lý tổ hợp tác xã, quản lý kinh tế hộ. Để các mô hình liên kết phát triển theo chiều sâu, các đại biểu nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học cho nông dân, vận động nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường,
tăng cường mối quan hệ trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt giữa nông dân và doanh nghiệp trong cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm, tạo mối liên kết bền chặt, hiệu quả giữa doanh nghiệp và người sản xuất, lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực, kinh nghiệm trong liên kết, người sản xuất đủ tiềm lực kinh tế, kiến thức, trách nhiệm cao, cán bộ hội nông dân phải tâm huyết, trách nhiệm, tiên phong xây dựng mô hình chuỗi giá trị để hội viên tin tưởng đầu tư. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Vũ Quang. Sáng ngày 18 tháng 8, Hội Khuyến học huyện tổ chức sơ kết hoạt động khuyến học khuyến tài 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2015. Tham dự có đồng chí Trần Bình Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Lê Văn Đồng, Phó Ban Dân vận huyện ủy. Đầu năm lại nay, Hội Khuyến học huyện đã tập trung tuyên truyền vận động phát triển hội viên, huy động quỹ khuyến học được gần 600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, hội tổ chức trao phát 695 suất học bổng cho các em vượt khó học giỏi với số tiền gần 395 triệu đồng. Hội cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện trao 116 suất học bổng trị giá 90 triệu đồng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quân đội Viettel cho giáo viên và học sinh khó khăn vươn lên giảng dạy và học tập tốt, tổ chức trao quà quỹ Ba Đủ cho hai giáo viên và 200 học sinh, trao quỹ khuyến học đất Hồng Lam và Tập đoàn Xây dựng Phú Mỹ Hưng với tổng số tiền 23 triệu đồng, hỗ trợ 70 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn theo quyết định số 36 QĐ-CP. Các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã thị trấn duy trì và hoạt động tốt. 8 tháng đầu năm tổ chức 52 lớp với 5.755 người tham gia học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tìm hiểu hiến pháp, pháp luật. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong huyện. Tại hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2015, triển khai chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong những năm tới. Quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Chiều ngày 16 tháng 8, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng khóa 2 năm 2015. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đại diện các ban xây dựng đảng huyện ủy. Sau 4 ngày học tập, các học viên đã được tiếp thu 5 chuyên đề lý luận chính trị về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua học tập, 84 đoàn viên quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chấp hành nghiêm túc các quy định, đi học đúng giờ, đảm bảo số lượng, tập trung lắng nghe bài giảng và thực hiện tốt phần thi trắc nghiệm. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 10,7% học viên đạt loại xuất sắc, 72,6% đạt loại khá giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị, hiểu rõ hơn những nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Bồng Nguyễn Ngọc Hoán đã giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, trở thành đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao. Sinh năm 1966, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có cha là bộ đội chống Mỹ cứu nước, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Nên ngay từ nhỏ, Nguyễn Ngọc Hoán đã được giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và ý chí tự lập để vươn lên. Năm 1985, Nguyễn Ngọc Hoán đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ tại sư đoàn C5-Z2 E-250-F-309 ở Đồng Nai. Từ năm 1987 đến năm 1989, đồng chí được điều động đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Sau 9 năm hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự, anh phục viên trở về quê xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, lập gia đình và tham gia lao động sản xuất. Với những thành tích trong quá trình tham gia quân đội, cộng với đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi và tấm lòng tất cả vì nhân dân. Năm 1994, anh đã được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân dân xã Đức Bồng khóa 17-18.
Cũng trong thời gian này, anh tham gia học tập, nâng cao trình độ và đảm nhận chức vụ kế toán ngân sách xã. 10 năm sau đó, anh được cử đi học và đảm nhận vai trò xã đội trưởng của xã Đức Bồng. Đến nay đã tròn 11 năm công tác, anh Hoán đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Đức Bồng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trên cương vị là người chỉ huy trưởng, được giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng, thì tôi đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong vấn đề thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Đó là tham mưu cho đảng ủy chính quyền, đề ra các cái nghị quyết, cái chỉ thị và các quyết định để rồi áp dụng vào cái vấn đề thực tế của địa phương trong vấn đề huy động lực lượng dân quân thực hiện các cái nhiệm vụ như nhiệm vụ huấn luyện, rồi nhiệm vụ tuyển giao quân, nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng và thực hiện các cái nhiệm vụ khác khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên phối kết hợp với công an và các ban ngành làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy cùng chính quyền cũng như công tác vận động quân chúng nhân dân trong vấn đề giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn, ở địa phương để rồi cho nhân dân yên tâm như vậy là sản xuất. Những ngày đầu anh đảm nhận vai trò chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã. Anh luôn trăn trở làm thế nào để công tác quốc phòng quân sự địa phương thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Anh đã chịu khó học hỏi, nghiên cứu tài liệu, nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quốc phòng địa phương phù hợp với đặc điểm tình hình của địa bàn xã nhà. Anh còn chủ động đề xuất biện pháp đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên, dân quân tự vệ, tổ chức tuyển chọn, kết nạp, xây dựng lực lượng dân quân, đảm bảo số lượng và chất lượng. Trong công tác huấn luyện, cùng với thực hiện tốt phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, anh tổ chức cho lực lượng dân quân tập luyện thuần thục các phương án chiến đấu tại chỗ, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong quá trình huấn luyện, anh luôn nghiên cứu phương pháp huấn luyện sao cho các đối tượng dễ tiếp thu, uốn nắn từng động tác, chỉ dẫn từng ly, từng tí cho chiến sĩ thực hiện. Trong công tác tuyển quân, anh Hoán đề xuất với cấp ủy, chính quyền phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, đến tận từng thôn xóm, gia đình đối tượng để tuyên truyền vận động. Vì vậy, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của xã Đức Bồng luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Ngày vào dân quân tự vệ tôi cũng là rất là bỡ ngỡ, nhưng mà dưới cái sự là giáo dục, huấn luyện về quan tâm giúp đỡ của đồng chí chỉ huy trưởng thì nay tôi đã là trưởng thành và làm trợ lý giúp việc cho anh trong công tác công việc của là ban chỉ huy quân sự xã. Đồng chí Hoán là luôn sâu sát nhắc nhở và thường xuyên là chăm lo là cái công tác xây dựng lực lượng dân quân ở địa phương là vững mạnh và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, anh Nguyễn Ngọc Hoán đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập ban chỉ đạo, kiện toàn hội đồng chính sách, rà soát, triển khai, xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ và công khai, không có khiếu kiện xảy ra. Cùng với đó đã tham mưu thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách nhân các dịp lễ, Tết. Tiếp nhận và đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, tạo điều kiện cho vay vốn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, hiện nay trên địa bàn xã Đức Bồng đã có 5 quân nhân xuất ngũ xây dựng được gia trại trồng cây ăn quả và chăn nuôi lợn liên kết, cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, lực lượng vũ trang xã Đức Bồng đã phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia chỉnh trang nhà ở, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Phối hợp với lực lượng công an, tổ chức tuần tra, canh gác, xử lý tốt các vụ việc phức tạp trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong những ngày lễ lớn. Đây cũng là lực lượng chủ đạo trong công tác cứu hộ cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và phòng chống cháy rừng. Điển hình trong cơn lũ lịch sử năm 2010, xã Đức Bồng nằm trong rốn lũ, ngập chìm trong biển nước. Anh đã chỉ đạo lực lượng dân quân tổ chức sơ tán người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.
giúp 24 hộ gia đình neo đơn khắc phục hậu quả sau lũ. Những hành động, việc làm của lực lượng vũ trang xã Đức Bồng nói chung và cá nhân anh Hoán nói riêng đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân nơi đây. Không những là một cán bộ quân sự có năng lực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được phân công, gia đình anh còn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hàng năm gia đình anh đều được công nhận gia đình văn hóa, các con anh đều chăm ngoan, học giỏi. Đồng chí Hoán là xã đội trưởng, là một trong những đồng chí phát huy cái vai trò mẫu mực, gương mẫu, tham mưu các cái văn bản để xử lý tình huống về cái vai trò nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là trong vấn đề huấn luyện, rồi là trong vấn đề giao tuyển quân hàng năm, thì đồng chí cũng đã sâu nối được cùng với các ngành để xử lý tất cả các cái nhiệm vụ mà liên quan cái nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của địa phương, đó là việc công tác phòng chống cháy, rồi là khắc phục hậu quả bão lụt, rồi là cái việc điều động khi cái nhiệm vụ của địa phương yêu cầu. Thì một trong những cái vai trò của đồng chí Hoán là rất tiêu biểu cho cái việc thực hiện cái nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương. Với những thành tích đạt được, trưởng ban chỉ huy quân sự xã Đức Bồng Nguyễn Ngọc Hoán đã được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Lực lượng vũ trang xã Đức Bồng nhiều năm liền là đơn vị thi đua quyết thắng. Riêng trong năm 2014, lực lượng vũ trang xã Đức Bồng được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển giao quân. Cá nhân đồng chí Hoán được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cũng như gương mẫu trong cuộc sống, anh Nguyễn Ngọc Hoán thực sự là tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước. Xin chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh đoàn về việc thành lập đội hình tình nguyện trực tiếp tham gia hỗ trợ các cơ sở ở vùng sâu vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức sinh hoạt đội trên địa bàn dân cư, tối ngày 19 tháng 8, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, Chi đoàn Văn phòng tỉnh đoàn phối hợp với huyện đoàn Vũ Quang tổ chức sinh hoạt đội cho các em Thanh Thiếu Nhi xã Đức Liên. Xã Đức Liên hiện đón hơn 150 đội viên, thiếu niên nhi đồng ở các trường học về sinh hoạt hè. Với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, đoàn thanh niên và hội đồng đội xã đã tổ chức các hoạt động múa hát, trò chơi dân gian, thể dục thể thao phong phú, hấp dẫn, tạo môi trường lành mạnh, bổ ích, giúp các em thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Tại buổi sinh hoạt, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và đoàn viên thanh niên Chi đoàn Văn phòng tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tập thể sôi nổi, lý thú như trò chơi trí tuệ, vận động, dân vũ, thu hút các em đội viên thiếu nhi tham gia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đội viên thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn như xã Đức Liên, giúp các em nâng cao kỹ năng sống, mạnh dạn thể hiện năng khiếu, đồng thời cũng là dịp để hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ đoàn, đội ở cơ sở. Nhân dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi, Chi đoàn Văn phòng tỉnh đoàn và huyện đoàn Vũ Quang đã trao tặng nhiều phần quà và 700 cuốn vở cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của xã Đức Liên. Sáng ngày 15 tháng 8, Trung tâm Kinh doanh Viettel Vũ Quang thuộc chi nhánh Viettel Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân hệ thống kênh phân phối trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2015. Mặc dù có mặt trên địa bàn huyện Vũ Quang chưa lâu, nhưng đến nay Trung tâm Kinh doanh Viettel Vũ Quang đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành mạng di động có vùng phủ sóng rộng nhất, dung lượng mạng lớn nhất trên địa bàn huyện. 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm Kinh doanh Viettel Vũ Quang đã xây dựng mới và trang bị hình ảnh cho 7 điểm giao dịch tại 12 xã, thị trấn và 160 điểm bán. Mở rộng kinh doanh các dịch vụ mới như các dịch vụ giải pháp, các dịch vụ thương mại điện tử, tư vấn sức khỏe trực tuyến. Tổng doanh thu từ các kênh điểm bán trên địa bàn huyện đạt 770 triệu đồng trên một tháng. Một số điểm bán đạt kết quả tốt như điểm bán Thắng Đào, điểm bán Minh Loan, điểm bán Mai Vịnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện các điểm bán kinh doanh Viettel trên địa bàn huyện đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình bán hàng của mình, đồng thời đề nghị Trung tâm Kinh doanh Viettel Vũ Quang cần có các chính sách hỗ trợ cao hơn đối với các điểm bán hàng. Cũng tại buổi gặp mặt, Trung tâm Kinh doanh Viettel Vũ Quang đã gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đối với đội ngũ hệ thống kênh phân phối bán hàng trên địa bàn huyện, đồng thời đã giới thiệu định hướng hoạt động, chính sách hỗ trợ cho điểm bán hàng và giới thiệu về các dịch vụ, sản phẩm mà Viettel đang cung cấp để các điểm bán nắm rõ và triển khai trong thời gian tới. Tranh thủ thời tiết thuận lợi,
Các đơn vị thi công đường vượt lũ kết hợp cứu hộ cứu nạn qua các xã Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Giang, Ân Phú đang tập trung nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình. Công trình đường vượt lũ qua các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú có chiều dài 17 km. Với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư, công trình được khởi công từ đầu năm 2012 với thiết kế nền đường rộng 6m, mặt bê tông rộng 3,5m, dày 25cm, điểm cao nhất của đường cao gần 5m. Đến nay, huyện đã tổ chức đấu thầu và triển khai xây dựng 7 km với kinh phí gần 50 tỷ đồng do ba đơn vị là Công ty Xuất nhập khẩu Châu Tuấn, Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long và Xí nghiệp Xây dựng Thành Công đảm nhận thi công. Sau nhiều năm triển khai xây dựng, tính đến thời điểm này đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc, trong đó phần nền cơ bản đã hoàn thành. Để đảm bảo cho nhân dân đi lại và kết hợp cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ, hiện nay các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Phấn đấu đến cuối tháng 9 2015 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 trên 17 km đường qua các xã, góp phần tạo thuận lợi cho bà con nhân dân trong giao thương và lao động sản xuất. Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua huyện nhà đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là chú trọng phát triển mô hình sản xuất kinh doanh quy mô nông hộ liên kết với doanh nghiệp. Từ mô hình nuôi lợn đầu tiên được triển khai tại xã Hưng Minh, đến nay huyện đã thành lập được 14 tổ hợp tác chăn nuôi lợn, thu hút 121 hộ dân trên địa bàn 11 xã tham gia. Theo số liệu thống kê, thu nhập bình quân 800.000 đồng một con trên một lứa. Nhiều hộ chăn nuôi tốt cho thu về 1 triệu đồng một con trên một lứa. Bên cạnh phát triển chăn nuôi lợn, hiện nay huyện cũng đã thành lập 877 mô hình các loại cho doanh thu mỗi năm từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó đáng chú ý là các mô hình chăn nuôi bò nái, quy mô 5 con trở lên, mô hình chăn nuôi thỏ, quy mô 20 con trên một hộ, và mô hình trồng cây ăn quả có múi, quy mô từ 1 hectare trở lên. Việc phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn rút ngắn khoảng cách về đích nông thôn mới của huyện Vũ Quang vào năm 2020, như nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ tư đã đề ra. Thông tin cuối. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tập trung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Kết quả đến nay toàn huyện có 28 trên 32 trường đạt chuẩn quốc gia. Để công tác dạy học đạt kết quả cao, ngành giáo dục và đào tạo huyện còn thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, chỉ đạo nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, vươn lên dạy tốt, học tốt. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên, số học sinh giỏi, học sinh vào đại học, cao đẳng ngày càng tăng. 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giữ vững phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 28 trên 32 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 87,5%. Trong đó có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2. Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Chương trình thời sự tuần này của Đài Vũ Quang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.